8 điều thú vị về nước Ý, 99% bạn chưa biết. Chào mừng các bạn đến với video của Ghiền Địa Lý. Vâng, từ lâu Ý được xem là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới và nơi chứa đựng tinh hoa nghệ thuật cổ kính của châu Âu. Nước Ý luôn là niềm ao ước của những tín đồ du lịch vì sự lãng mạn lộng lẫy cùng những nét hiện đại pha lẫn cổ điển. Nơi đây không chỉ là cái nôi của nhiều nền văn hóa mà còn là kinh đô của kiến trúc và thời trang thế giới, luôn đi đầu trong việc tạo ra những xu thế thời thượng. Nhắc đến Ý thì người ta sẽ nghĩ ngay đến đấu trường La Mã, tháp nghiêng Pisa cổ kính, thành phố Venice thơm mộng hay là món pizza thơm ngon nổi tiếng. Nhưng đó chưa phải là tất cả các bạn ạ. Đằng sau vẻ đẹp cổ kính lãng mạn của nước Ý là vô vàn những điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Các bạn hãy cùng Ghiền Địa Lý tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 1. Di sản văn hóa đa dạng và phong phú nhất thế giới. Vâng, nước Ý được coi là một trong những nơi có di sản văn hóa đa dạng và phong phú nhất trên thế giới. Quốc gia này có 58 di sản thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm công trình kiến trúc lịch sử như La Mã cổ đại, tháp nghiêng Pisa, Venice và các thành phố lịch sử khác. Đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã cổ đại được gọi là Amphitheatrum Flavium trong tiếng Latin và thường được biết đến với tên Colosseum, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng và biểu tượng của La Mã cổ đại. Nó nằm ở trung tâm thành phố Roma, Italia và là một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất thế giới. Dưới thời hoàng đế Vespasian và con trai ông, hoàng đế Titus, đấu trường được xây dựng từ năm 70 đến 80 sau công nguyên và chính thức hoàn thành năm 80 sau công nguyên dưới triều đại của hoàng đế Domitian. Đây là một trong những công trình lớn nhất của La Mã cổ đại với quy mô ấn tượng và công nghệ xây dựng tiên tiến. Đấu trường có hình dạng elip, có chiều dài khoảng 189m, chiều rộng khoảng 156m và chiều cao gần 50m, tạo nên một khối kiến trúc vĩ đại và ấn tượng. Nó có khả năng chứa từ 50.000 đến 80.000 khán giả được xếp vào các tầng khán đài. Để tạo không gian cho các sự kiện, đấu trường được thiết kế với nhiều cửa vào và lối ra tiện lợi. Đấu trường La Mã được sử dụng để tổ chức các trận đấu giữa những người chiến đấu chuyên nghiệp, trận đấu giữa gladiator và động vật hoang dã và các biểu diễn khác nhau như săn mồi và trình diễn chính trị. Những trận đấu đầy máu me và cuốn hút này thu hút một lượng lớn công chúng và đóng vai trò quan trọng trong văn hóa và giải trí của La Mã cổ đại. Đấu trường Colosseum đã chịu nhiều sự biến đổi và tổn thất theo thời gian, bao gồm các trận động đất và thảm họa khác. Tuy nhiên, nó vẫn còn tồn tại và được coi là một trong những kỳ quan thế giới cổ đại và là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất ở Italia. Năm 1980, Colosseum đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới và tiếp tục thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Tháp nghiêng Pisa. Tháp nghiêng Pisa là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất và là biểu tượng của thành phố Pisa, Italia các bạn ạ. Tháp nghiêng nằm trong quần thể nhà thờ Pisa là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tháp nghiêng Pisa được xây dựng vào thế kỷ 12 và công trình này là một phần của nhà thờ chính tòa Pisa, được xây dựng để thể hiện sự giàu có và quyền lực của Pisa vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay sau khi xây dựng xong tầng thứ 3 vào năm 1178, tháp đã bắt đầu nghiêng vì nền đất yếu và mỏng dưới đá cột. Tháp nghiêng Pisa có kiến trúc độc đáo với cấu trúc hình trụ có 4 tầng và chiều cao khoảng 56m. Mỗi tầng được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng và đen, tạo nên một hình ảnh rất là hấp dẫn và đẹp mắt. Mặc dù đã nghiêng ngay từ khi xây dựng xong, nhưng mà tháp nghiêng Pisa đã được duy trì và bảo tồn qua nhiều thế kỷ. Trong quá trình lịch sử, nhiều công trình cải tạo đã được tiến hành để giữ cho tháp nghiêng sự an toàn và duy trì cân bằng của nó. Hiện nay thì tháp nghiêng Pisa thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm. Du khách có thể lên đỉnh tháp bằng cầu thang đá để nhìn toàn cảnh Piazza dei Miracoli và thành phố Pisa xung quanh. Tháp nghiêng Pisa cũng trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và khả năng vượt qua khó khăn và luôn là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Italia. 2. Ẩm thực Ý ngon nhất thế giới. Các bạn biết không, ẩm thực Ý là một trong những nền ẩm thực phong phú và đa dạng nhất thế giới, đã chinh phục vị giác của hàng triệu người yêu ẩm thực trên khắp hành tinh. Trên nhiều bảng xếp hạng đánh giá uy tín trên thế giới, các chuyên gia đều xếp nền ẩm thực Ý là số 1 thế giới. Với lịch sử lâu đời và ảnh hưởng của văn hóa La Mã cổ đại, ẩm thực Ý mang đến sự hòa quyện giữa hương vị tươi ngon, nguyên liệu tốt nhất và sự đơn giản tinh tế.
Pasta. Pasta là món ăn truyền thống của ẩm thực Ý và được yêu thích trên toàn thế giới rồi. Các loại pasta như là spaghetti, penne, fettuccine, lasagna và ravioli thường được chế biến với nhiều loại sốt như bolognese, sốt thịt, carbonara, sốt trứng, phô mai và muối thịt, pesto, sốt lá bạc hà, hạt dẻ, phô mai và dầu ô liu. Pizza. Pizza Ý là một biểu tượng của ẩm thực nước này rồi các bạn ạ. Bánh pizza có đế mỏng và giòn, được phủ sốt cà chua, phô mai, mozzarella và các loại nguyên liệu như pepperoni, hành tây, nấm, xúc xích và dầu ô liu. Pizza Ý nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa các thành phần, tạo nên một món ăn hấp dẫn và ngon miệng. Phô mai. Phô mai là một phần không thể thiếu trong ẩm thực Ý. Phô mai mozzarella, parmesan, ricotta và gorgonzola thường được sử dụng trong nhiều món ăn, từ pasta và pizza đến các món tráng miệng phô mai. 3. Nơi có nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học nổi tiếng. Vâng, Ý là quê hương của nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học nổi tiếng trong lịch sử và đương đại các bạn ạ. Văn hóa và lịch sử giàu có của Ý thì đã truyền cảm hứng cho nhiều tài năng xuất sắc và đóng góp quan trọng vào nghệ thuật, khoa học và văn hóa của thế giới. Một số cái tên nổi bật chúng ta có thể kể đến như Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, là nghệ sĩ, nhà khoa học và nhà phát minh đa tài. Leonardo da Vinci được biết đến với các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như là Mona Lisa. Ông cũng là một nhà khoa học, một nhà phát minh xuất sắc với nhiều đóng góp trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, máy móc và vật lý. Michelangelo, sinh năm 1475, mất năm 1564, Michelangelo là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ phục hưng. Ông được biết đến với các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng như là bức tượng David và bức tranh trần nhà thờ Sistine. Galileo Galilei, sinh năm 1564, mất năm 1642, là một trong những nhà khoa học và nhà toán học vĩ đại nhất trong lịch sử. Galileo đã có đóng góp quan trọng vào lĩnh vực thiên văn học và vật lý, và ông cũng là một nhà phát minh tài ba. Guglielmo Marconi, sinh năm 1874, mất năm 1937, là nhà phát minh và kỹ sư điện tử nổi tiếng. Marconi đã phát minh và phát triển công nghệ không dây dẫn đến việc phát sóng không dây và viễn thông. Những tài năng xuất sắc này đã mang lại nhiều đóng góp quan trọng cho nghệ thuật và khoa học, tạo ra dấu ấn sâu sắc trong lịch sử và văn hóa của Ý và thế giới. 4. Thành phố lãng mạn nhất thế giới. Các bạn biết không, Venice hay còn được gọi là thành phố của các kênh là một trong những điểm đến hấp dẫn và lãng mạn nhất thế giới. Nằm ở vùng Veneto, Italia, Venice là một thành phố độc đáo và phong cách, được xây dựng trên một quần đảo 118 đảo nhỏ trong vịnh Venice của biển Địa Trung Hải. Đặc trưng nhất của Venice là hệ thống các kênh và con đường nước xuyên qua thành phố. Thay vì đường phố như các thành phố thông thường, Venice sử dụng các con kênh và gondola là phương tiện chính để di chuyển. Khu cảnh của Venice đẹp như tranh vẽ với các cầu nổi tiếng căn ngang các kênh, mang đến vẻ đẹp lãng mạn và huyền ảo. 5. Thảo nguyên Tuscany. Thảo nguyên Tuscany là một trong những vùng quê đẹp nhất và lãng mạn nhất ở Ý. Nằm ở vùng Toscano, thảo nguyên Tuscany là biểu tượng của cảnh quan đồng quê Ý với những cánh đồng mênh mông, đồi núi bao phủ với cánh đồng lúa, cánh đồng nho và cây ô liu. Vùng đất này là nơi gốc rễ của nhiều loại nho nổi tiếng của Ý, đóng góp vào việc sản xuất rượu vang ngon nhất thế giới. Các thung lũng xung quanh Florence, Siena và Chianti được biết đến với các cánh đồng nho bát ngát, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và hấp dẫn cho du khách. Thảo nguyên Tuscany cũng là nơi có nhiều ngôi làng cổ xinh đẹp với kiến trúc phong cách La Mã cổ đại và thời kỳ phục hưng. Những ngôi làng như là San Gimignano, Montepulciano và Pienza đem lại cho du khách cảm giác như lạc vào một bức tranh cổ tích với các cửa hàng nho nhỏ, nhà thờ cổ kính và quảng trường nghệ thuật. Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành và văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã làm cho thảo nguyên Tuscany trở thành một điểm đến lý tưởng cho những người muốn tận hưởng bầu không khí yên bình, thư giãn và trải nghiệm văn hóa truyền thống của Ý. Thảo nguyên Tuscany không chỉ là một vùng quê tuyệt vời mà còn là một nơi để du khách khám phá và đắm mình trong vẻ đẹp độc đáo của vùng đất này. 6. Đảo Sicily. Sicily là một trong những đảo lớn nhất và quan trọng nhất của Ý, nằm ở phía nam bán đảo Ý và là một đảo lớn nhất trong biển Địa Trung Hải các bạn ạ. Sicily được bao quanh bởi biển, có cảnh quan đa dạng với các dãy núi, thảo nguyên, vườn cây trồng và bờ biển dài. Đảo Sicily có một lịch sử phong phú và đã trải qua nhiều thời kỳ văn hóa và chinh phục các nền văn minh lớn trong lịch sử như La Mã cổ đại, Hy Lạp cổ đại và Norman. Vì vậy, Sicily có một di sản văn hóa đa dạng với nhiều di tích lịch sử, kiến trúc và bảo tàng đáng chú ý. Sicily cũng nổi tiếng với ẩm thực đa dạng và độc đáo. Đảo này là nơi xuất phát của nhiều món ăn nổi tiếng như là pizza Sicily, cannoli, ống bánh quế phết kem phô mai và arancini, cơm viên chiên.
Bên cạnh đó, Sicily còn có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với núi lửa nổi tiếng như là Etna, núi lửa hoạt động lớn nhất châu Âu. Với các bãi biển tuyệt đẹp, bờ biển dài và vùng quê yên bình, Sicily thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm, trở thành một trong những điểm du lịch phổ biến nhất ở châu Âu. 7. Ngôn ngữ Ý. Ngôn ngữ Ý hay còn gọi là tiếng Ý là ngôn ngữ chính thức của Ý và là một trong các ngôn ngữ châu Âu phổ biến, được coi là ngôn ngữ lãng mạn và phát triển từ tiếng Latin. Tiếng Ý có một di sản lịch sử và văn hóa đa dạng. Tiếng Ý được nói ở Ý và các quốc gia khác như Thụy Sĩ, San Marino, Vatican và một số khu vực ở Croatia và Slovenia. Ngoài ra, nó cũng là một trong các ngôn ngữ chính thức của Liên hiệp châu Âu. Ngôn ngữ Ý có một hệ thống ngữ âm và ngữ pháp phức tạp, điều này tạo nên những cách diễn đạt chính xác và do cảm xúc trong văn viết và nói. Nó được sử dụng rộng rãi trong văn học, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh và khoa học, làm cho tiếng Ý trở thành một ngôn ngữ đa dạng và phong phú. Tiếng Ý còn nổi tiếng với các thành ngữ và ca dao tinh tế, thể hiện sự đa dạng văn hóa và lòng tự hào của người Ý. Nó cũng là một nguồn cảm hứng vô tận cho những người yêu thích nghệ thuật ngôn từ và muốn khám phá văn hóa đa sắc màu của Ý. 8. Thành phố Vatican. Thành phố Vatican là một quốc gia nhỏ nhất và độc lập trên thế giới, nằm bên trong thành phố Roma, Italia. Nó được coi là trung tâm tôn giáo và hành hương quan trọng của Công giáo Roma, là nơi đặt trụ sở của giáo hoàng. Với diện tích chỉ khoảng 44 hectare, thành phố Vatican trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Tuy kích thước nhỏ, nơi đây đầy đủ các yếu tố cần thiết của một quốc gia, bao gồm các cơ quan hành chính, ngân hàng, trường học và bảo tàng. Nổi tiếng với nhà thờ chính tòa Saint Peter's Basilica, nơi đây thu hút hàng triệu du khách và tín đồ Công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố Vatican cũng nổi tiếng với bảo tàng Vatican, nơi lưu trữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật và văn hóa đáng kinh ngạc nhất trên thế giới. Là một trong những địa điểm hành hương tôn giáo quan trọng, thành phố Vatican đóng góp không nhỏ vào văn hóa và lịch sử của thế giới. Nơi đây không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là một biểu tượng văn hóa và nghệ thuật quan trọng, thu hút sự chú ý của du khách và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Và các bạn thân mến, vừa rồi là 8 điều thú vị về nước Ý mà có thể là bạn chưa biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.